xin chào tất cả các bạn. Mình là Tân Trẻ Châu đây. Thì mình còn nhỏ chưa trải sự đời. Ngày hôm bữa mình bị mẹ mình chửi có vài câu mà mình tự ái mình bỏ nhà đi bụi. Mẹ mình rất là buồn. Thì mình cảm thấy rất là hối hận. Và ngày hôm nay mình sẽ xin lỗi mẹ mình. Mình sẽ làm mâm tôm hùm bào ngư hải sản. Và mình sẽ hứa với mẹ mình là từ giờ trở về sau mình sẽ không bao giờ trốn học để đi chơi nét nữa. Thì đây là con heo của mình đã để dành từ đầu năm đến bây giờ. Bây giờ mình sẽ đập nó ra để mua tôm hùm tặng mẹ mình nha các bạn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Con heo của mình chỉ có mỗi 2.000 thôi, không đủ để mua tôm hùm. Bây giờ mình sẽ sang mượn tiền tư quy 97 nha các bạn. Gì? Có tiền không? Tao đang mượn tiền. Mượn tiền đó hả? Ừ. Tụi mới sáng sớm qua nhà tao việc gì mới qua mượn tiền mày. Mượn 5 triệu Tết tao chạy đâu. Mượn 5 triệu luôn? Ừ. Mày làm gì mày mượn tận 5 triệu? Tao mua hải sản cho mẹ tao ăn. Tao mày khôn như mày, mượn tiền tao rồi mày mua hải sản cho mẹ mày ăn. Tao mày mua hải sản cho mẹ mày ăn, mày ăn đi mày khôn này. Đi, tôi biết mấy chứ tao mượn đi. Mày mua hàng sáng cho mẹ mày ăn để làm gì? Để xin lỗi mẹ tao, mày ăn bữa tao bỏ nhà đi bùi là mẹ tao buồn. Bây giờ tao phải xin lỗi mẹ tao. Tao mua hàng sáng về. Thế là hồi bữa là mày bỏ nhà đi bùi là mẹ mày buồn lắm hả? Ừ. Xong bây giờ mày thấy mẹ mày buồn quá cho nên mày mua hàng sáng về để mày xin lỗi mẹ mày. Đúng rồi. Cũng được á, cũng hiếu thảo đấy. Nhưng mà nhớ phải như vậy tao mới cho mượn nghe chưa? Ừ. Chứ mày mượn đi chơi hay đi làm đi mua tầm bậy đi làm việc khác là tao không cho mượn đâu á. Bao nhiêu? 5 triệu đúng không? Ừ, 5 triệu. Quay ở đây đủ 5 triệu luôn đó. Ôi, cảm ơn tôi mấy mấy nhá, thôi tao về đây. Nhớ về mua hải sản xong rồi xin lỗi mẹ mày nghe chưa? Okay. Rồi Tết có tiền nhớ trả nghe chưa? Okay. Không được xù đâu á. Ok. Ok, thì mình vừa mới mua tôm về. Đây là tôm hùm Alaska nặng 2kg, mình mua hết 2.6 triệu. Còn đây là tôm hùm baby, mình mua 1.5 triệu được 1kg. Mình mua 1.5 triệu 1kg được 4 con luôn các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đúng là tôm hùm baby nhìn nó dễ thương chưa này. Đấy các bạn thấy cái đây giống cái gì? Đây là bạn ngư Hàn Quốc, nhưng mà mình thích cái suy nghĩ của các bạn đấy. Đấy các bạn thấy không? Mình mua bạn ngư Hàn Quốc này 600 ngàn được nửa ký mà ít chưa này. Đúng là những món xinh nào hải vị, đắt tiền quá trời luôn. Con tôm Alaska này với lại mấy con tôm hùm baby này mình sẽ hấp với nước dừa ăn cho nó ngọt nha các bạn. Ui ui, nặng ấy. Cái nồi to này chắc cần phải nhiều dừa. Tổng cộng mình có 5 con tôm hùm, bây giờ mình sẽ hấp với nước dừa luôn nha các bạn. Tiếp theo sẽ là bào ngư, bây giờ mình sẽ nướng bào ngư với bơ tỏi và mỡ hành nha các bạn. Tiếp theo sẽ là mỡ hành. Các bạn nhìn thấy cái món này của mình làm hấp dẫn không? Đấy, xèo xèo lửa lên luôn. Đẹp không các bạn? Thơm thật luôn các bạn ạ. Ui. Ui ui, đẹp chưa này. Ui. Hello.
Mẹ hả mẹ? Về đi mẹ ơi, có chuyện rồi. Về lẹ đi mẹ ơi. Ok, trong lúc đợi chờ mẹ của Tôn Trẻ Châu về thì mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng qua cái mâm hải sản của Tôn Trẻ Châu nhá. Chà, nhìn thèm chảy hết nước miếng rồi các bạn ạ. Mình nhìn là mình muốn ăn rồi, nhưng mà hôm nay mình là phận ăn ké cho nên mình phải đợi Tôn Trẻ Châu với mẹ nó về thì mình mới được ăn các bạn ạ. Wow, nhìn chảy hết nước miếng luôn. Đây là bào ngư nướng mỡ hành thì đời mình chưa bao giờ mình được ăn miếng bào ngư nào. Hôm nay nhân dịp Tôn Trẻ Châu báo hiếu mẹ nó thì mình sẽ cố gắng mình ăn ké lấy một miếng bào ngư nha các bạn. Tôm hùm baby mình cũng chưa được ăn lần nào luôn. Nói chung là mình chỉ được ăn tôm Alaska này thôi. Còn tôm mấy cái còn lại ở trên mâm hải sản này là mình chưa được ăn luôn các bạn ạ. Thì kèm theo để chấm với lại tôm hùm ngày hôm nay thì Tôn Trẻ Châu có mua một cái loại nước chấm chuyên dùng để chấm hải sản các bạn ạ. Mẹ ơi, hôm nay con làm mâm hải sản này để xin lỗi mẹ. Tại vì ngày hôm bữa mẹ chửi con có vài câu mà con bỏ nhà đi bụi làm mẹ buồn. Thì hôm nay con thấy hối hận quá nên con sẽ làm cho mẹ một cái mâm hải sản này để xin lỗi mẹ. Và con hứa từ nay trở đây con sẽ không bao giờ trốn học đi chơi nét nữa. Và con sẽ là một đứa con ngoan của mẹ và chăm học ạ. Được, mẹ chửi con á là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không cấm con chơi điện tử con, nhưng mà chỉ lâu lâu là chơi giải trí mà tí thôi nghe chưa. Còn là phải lo học nhá. Vâng. Lo học cho đàng hoàng nghe chưa. Dạ. Lần sau mà còn đi chơi bỏ học mà đi chơi nữa thì về là chết mẹ đấy nhá. Dạ. Mày lấy tiền đâu mà mua cái mâm hải sản này vậy? Con mượn tiền tơ quy 97 ạ. Mày mượn tiền của nó thì mày mai kia mày lấy tiền đâu mà trả cho nó. Mày mượn tiền mày mua cái mâm hải sản. Thôi cô ạ, hôm nay con thấy nó khá là hiếu thảo với cô. Nó mượn tiền con, nó mua nguyên một cái mâm hải sản này nó tặng cô. Thì coi như là cái số tiền này 5 triệu này con cho nó luôn cô Hoàng ạ. Đấy thì bây giờ cô Hoàng với lại nó cùng thưởng thức đi. Đây là cái tấm lòng hiếu thảo của nó đấy cô Hoàng ạ. Đấy, thưởng thức cho ngon vào nhá. Ok, bây giờ mình và mẹ mình sẽ ăn mâm hải sản này nha các bạn. Wow, đây là con tôm hùm baby các bạn ạ. Wow, dù nhìn gặt của nó vàng khè luôn kìa. Con mời mẹ ăn tôm hùm baby ạ. Cảm ơn nha. Dạ. Ô, con tôm ngọt quá này. Đây là con tôm hùm baby nha các bạn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái màu vàng vàng kia là gặt của nó đấy các bạn ạ. Đây, Tuân Trẻ Châu cũng bóc luôn một con tôm hùm baby để ăn luôn các bạn. Mà công nhận có mấy con tôm hùm baby đợt này Tuân Trẻ Châu mua nhiều gặt ghê các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn cùng ăn nhé. Ô, cha con tôm nó ngon này. Ui, mình ngồi mình quay mà mình chảy hết nước miếng luôn các bạn ạ. Tuân Trẻ Châu với lại cô Hoàng tí nhớ phần cháu một con nhá. Cháu nhìn cháu thèm quá. Ok. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Sao Tuân Trẻ Châu ăn vào miếng đầu tiên thì cảm thấy tôm hùm baby này nó có khác gì với lại tôm hùm Alaska không? Cũng ngon bằng tôm hùm Alaska mà thịt nó dai dai á. Thịt nó dai hơn tôm hùm Alaska luôn nước hả? Nước ngọt nữa chứ. Nước ngọt. Wow. Thì hình như hấp với lại nước dừa cho nên nước nó ngọt hơn thì phải đúng không? Đúng rồi. Nếu vậy là cô Hoàng vừa quất thêm một miếng to bự chả bá lửa luôn. Ngon lắm. Nào cô Hoàng có thể nêu cảm nhận về con tôm hùm baby này không? Hình như cô Hoàng được ăn tôm hùm Alaska rồi đúng không? Ngon, dai, ngọt, thịt lắm. Ngon. Này các bạn nhìn thấy miếng thịt này của con tôm nhìn ngon không các bạn? Ngon quá các bạn ơi. Con mời mẹ cái càng. À, cảm ơn. Ôi giời, ôi ngon nhé. Dạ. Đi làm mẹ về được con nó hiếu thảo nó mua cho hải sản ăn như thế này. Ngọt quá ngon luôn. Quên hết cả mệt mỏi rồi. Quên hết mệt mỏi, ước gì ngày nào cũng được như thế này đúng không? Tôm hùm như thế này thôi chứ. Nếu mà cô Hoàng mà ước gì ngày nào cũng được ăn như thế này thì cứ một ngày mất khoảng tầm 5 triệu. như vậy là một tháng là 30 ngày. 30 ngày là 10 ngày là 50 triệu. 30 ngày là 150 triệu. Một tháng mất 150 triệu tiền ăn hải sản. Ôi dồi, nước nhiều chưa kìa. Ôi dồi, nguyên cái càng của nó luôn này. Wow, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi. Ồ, ngon chưa? Ôi, có bạn nào đang chảy nước miếng không? Mình ngon chưa này? Mình ngồi quay phim rồi mình thấy chảy nước miếng rồi đó.
Ok, như vậy là cô Hoàng thưởng thức luôn, ăn nguyên một cái càng. Như vậy là cô Hoàng đều ăn cả tôm hùm baby với lại tôm hùm Alaska rồi, thì cô Hoàng thấy tôm nào ngon hơn? Tôm đây ngon hơn à? Tôm Alaska ngon hơn. Tôm đây dài ngon hơn, ngọt dài hơn. Ngon hơn, ngọt hơn hả? Mẹ ơi mẹ, mẹ ăn bào ngư đi mẹ. Bào ngư là xuân hào hải vị ấy mẹ. Cảm ơn nha. Dạ. Ăn làm sao? Mẹ là bóc miếng thịt này ra này, mẹ chăm xuống mẹ ăn. Không mình lấy kéo cắt cũng được. Ngon chưa? Đâu đâu. Ôi dù nguyên một miếng thịt bào ngư luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thường nghe bào ngư vi cá đó các bạn. Đấy. Thì cái con này là 100.000 một con đấy cô Hoàng. Tôn Tiểu Châu nó mua 6 con 600.000 đó. Rồi để xem cô Hoàng ăn trước thử như nào nào. Dai, giòn. Ngon lắm. Đây đây là cái phần thịt của con bào ngư này nha các bạn. Nhìn nó dai giòn nó hơi con... chậm. Cái gì phải ăn nó béo béo. À mỡ hành thì phải. Vâng. Béo béo, tiếp theo sẽ là Tuân Trẻ Châu ăn nguyên một miếng bào ngư vào mồm luôn. Anh thấy nó dai dai mềm mềm các bạn, với lại cay nữa, béo béo nữa các bạn ạ. Nói chung là tuyệt vời luôn. Mẹ ăn tôm hùm baby nè. Không ăn tôm nữa. Mẹ thích ăn tôm này rồi. No, ăn một con tôm đấy với lại một cái càng của con tôm này là no. Đây các bạn ạ, đây là nguyên một cái phần đuôi của con tôm hùm Alaska nhá, anh em cũng nhìn thấy khá là to đúng không? To bằng nửa cái mặt mình luôn này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức luôn. Nãy giờ mình với lại Tuân Trẻ Châu với lại mẹ của Tuân Trẻ Châu ăn gần hết cái mâm luôn. Phải là 4 con tôm hùm baby đúng không? Một con tôm hùm Alaska rồi 6 con bào ngư. Thế mà ăn gần hết rồi các bạn ạ, bây giờ còn đúng 2 con bào ngư. Đấy, bây giờ mình sẽ để Tuân Trẻ Châu một con bào ngư. Ok. Mình một con bào ngư, đấy đéo phải thấy là ớt khá là nhiều luôn. Đấy, bào ngư này ăn khá là đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ cần chuộc tay vào này. Xong các bạn cầm, các bạn bóc lên. Đấy, anh em thấy không? Dở lên như thế này này. Đấy, nó khá là dễ bóc luôn. Đấy, này nhìn cái phần thịt của nó thèm không? Uầy dồi. Chảy hết từng miếng các bạn. Đây cũng là lần đầu Tuân Trẻ Châu được ăn bào ngư luôn đúng không? Ừ đúng rồi. Công nhận là bào ngư này ăn ngon thật các bạn. Ngon các bạn ơi. Ngon. Bào ngư ngon bá cháy luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là mình với Tuân Trẻ Châu ăn cũng hết rồi. Bây giờ thì clip của mình cũng dừng lại ở đây thôi. Còn Tuân Trẻ Châu thì cũng đã báo hiếu mẹ nó thành công rồi các bạn ạ. Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.